Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 6, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại sứ quán Cộng hòa Ireland phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và dự án Renew tổ chức triển lãm ảnh Việt Nam 40 năm của nhiếp ảnh gia người Ireland Ian Thulier tại Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp triển khai dự án xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, nhiều trường trung học phổ thông các xã vùng khó đã kéo dài thời gian ôn tập tại trường cho học sinh để cân đo thi nhằm giúp cho các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại sứ quán Cộng hòa Ireland phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và dự án Renew tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam 40 năm của nhiếp ảnh gia người Ireland Ian Thulier. Đến dự khai mạc triển lãm có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Cát Mô Răn, Đại sứ quán Cộng hòa Ireland tại Việt Nam. Việt Nam 40 năm được nhiếp ảnh gia Ian Thulier thực hiện năm 2015. Trong suốt 3 tháng đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội, qua nhiều thành phố và làng mạc để ghi lại cuộc sống của người dân Việt Nam. Các bức ảnh do ông chụp sau đó được tập hợp thành cuốn sách ảnh có tên gọi Việt Nam 40 năm. Một cuốn sách vượt qua hơn 100.000 các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới lọt vào danh sách ngắn của giải thưởng ảnh Sony toàn cầu. Tại triển lãm lần này, nhiếp ảnh gia Ian Thulier đã mang đến cho người xem những bức ảnh về mảnh đất và con người ở Quảng Trị. Trong đó, phần lớn là các hình ảnh về cuộc sống của những nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị. Đây cũng là địa phương mà trong những năm qua, Ireland đã có nhiều hỗ trợ trong rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ, giáo dục nhận thức bom mìn, xây dựng trường học an toàn cho các bé trai và bé gái và hỗ trợ chương trình giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số tại những vùng khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Triển lãm bộ ảnh Việt Nam 40 năm là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ireland và Việt Nam. Triển lãm được trưng bày từ ngày 22 đến 29 tháng 6 tại Trung tâm Trưng bày Hoạt động Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Cùng sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai dự án xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc